Sư phụ, xin mời. Sư phụ, thế nào? Có ngon không? Đây là canh gì? Đây là canh nấu từ thịt gà, thịt vịt, cá mực, thịt ngỗng, dạ dày heo, sườn heo, táo đỏ, măng trúc, bạch truật, hoàng kỳ, dân linh, đảng sâm, cũng gọi là canh thập toàn đại bổ. Đúng là làm khó cho con rồi, còn biết hiếu kính sư phụ nữa. Canh thập toàn đại bổ, vì sao lại nấu canh này cho sư phụ? Thật ra là nấu cho Dương ca ca. Dân nhi sợ không ngon nên để sư phụ nếm thử trước. Là nấu cho tên ăn hại đó à? Vậy tại sao con phải hầm canh cho hắn? Hắn bị làm sao à? Là mấy hôm trước Dương ca ca đi tế bái mộ phần cha của Tần tỷ tỷ, nói cái gì mà đền tội trước kia của mình, trước anh dũng tự đâm mình một dao, chính là kiểu vô cùng anh dũng. Sư phụ, người có hiểu không? Cụ thể xảy ra chuyện gì con cũng không rõ, huynh ấy cũng không nói rõ với con. Sư phụ, người nếm thử canh này trước đi đã. Nếm thử đi. Được rồi, canh này uống được. Con mang cho tên ăn hại đó đi. Thật à? Mau bưng qua đi. Dạ. Dương ca ca, Dân Nhi, ta chỉ muốn hỏi một câu thôi. Muội muốn ta uống bao nhiêu? Huynh muốn uống bao nhiêu thì uống. Cả nồi này đều hầm cho huynh mà. Được. Được. Tôi về rồi đây. Ồ, về rồi à? Xem huynh vất vả kìa. Nào nào, tẩm bổ một chút. Nào nào, tẩm bổ nào. Đây là muội hầm riêng cho huynh. Sao huynh có thể... Dương Thu Trì, tôi phát hiện huynh đúng là kẻ chẳng ra gì. Huynh đang nói kiểu gì vậy? Đây là do em gái khủng long vất vả hầm ra. Nếu huynh mắng tôi tức là mắng Tống Dân Nhi, huynh mắng Tống Dân Nhi tức là mắng Tống lão gia, huynh mắng Tống lão gia tức là mắng chính quyền. Tôi không nói cái này, tự mình xem đi. Đây là cái gì? Hai chúng ta đã nói là chia nhau ra đi tìm hiểu tình hình của Tần cô nương. Nhưng mà huynh bị làm sao vậy? Dài huynh làm sao vậy? Dương ca ca bị điên rồi. Ở trước mộ của Tần ba bá tự đâm mình một nhát dao, cho nên mũi mới hầm canh mà. Tự đâm mình một nhát dao. Vậy Tần cô nương quay lại chưa? Quay lại rồi. Vậy một nhát dao này là huynh đi trả nợ hả? Vẫn là huynh hiểu tôi. Bị thương có nặng không? Không sao. Tôi học cái gì chứ? Vào khoảng giữa hai xương, không có gì nghiêm trọng. Đúng là chịu huynh. Dương ca ca, hay là vừa đọc vừa uống đi. Nếu không canh sẽ nguội mất. Đúng rồi, huynh vừa đọc vừa uống, bổ lắm đó. Đây là Tống Dân Nhi tự tay hầm cho huynh à. Nếu huynh không uống thì huynh chính là cái mà huynh đã nói. Bỗng nhiên tôi cảm thấy khỏi rồi, khỏe hoàn toàn rồi, không sao rồi. Thương gân động cốt 100 ngày, sao có thể khỏi nhanh như vậy được? Hơn nữa đây là do em gái khủng long tự tay hầm cho huynh. Chính huynh đã nói rồi, huynh không uống thì là... Được rồi, tôi uống, tôi không đọc nữa. Huynh báo cáo trực tiếp đi. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi phát hiện Dương huynh, huynh đúng chẳng phải là đồ tử tế gì. Huynh không những lừa gạt tình cảm của Tần Chỉ Nhược, còn lừa gạt toàn bộ tài sản của người ta đi đánh bạc. Huynh còn lừa cả của hồi môn của bà nội cô ấy nữa. Một bộ da gấu mang đi cầm đồ, tất cả đều thua hết sạch. Tệ hại nhất là huynh còn khiến cha cô ấy tức chết. Không thể nào, Dương ca ca của muội không thể là loại người đó. Giấy trắng mực đen đều viết rõ rồi, muội tự xem đi. Da gấu. Không cần tiền. Theo quy tắc của Tần gia, sính lễ chỉ cần một bộ da gấu. Đội viên đội 4 xuất phát. Dạ. Đội trưởng, chúng ta đi đâu? Chúng ta đi săn gấu. Đội trưởng, hai chúng ta sức trói gà không chặt, lên núi săn gấu chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Chẳng phải chúng ta có Tống Dân Nhi à? Tống Dân Nhi không được, chúng ta vẫn còn Andy Dương mà. Phải không Andy Dương?
Andy Dương tuy thông minh như thuần khuyển, nhưng nó vẫn chỉ là một con chó. Đối với con gấu còn không đủ giác răng, đâu thể làm đối thủ của gấu chứ. Quỳnh làm người đừng bi quan quá được không? Phải có ước mơ, lỡ thực hiện được thì sao? Phải có ước mơ, lỡ như thực hiện được. Đội trưởng, Quỳnh đúng là thần nhân. Chẳng trách được. Đúng mà. Chẳng trách tướng công lại phát điên. Nghĩ lại không phải là chàng ấy bị điên thật, mà là chàng ấy thật sự thương muội muội. Đáng lẽ muội nên ngăn chàng ấy. Không, con trai ta làm rất tốt, làm rất đúng. Đây là chuyện nó nên làm. Nếu không có nhát dao này, nó sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Ta biết ngay con trai ta là một đứa con ngoan. Đội trưởng, Quỳnh tha cho tôi đi, cứu tôi với. Đội trưởng đại nhân, Quỳnh lại để tôi đem thân làm mồi cho gấu, thiên lý khó dung. Được rồi, đừng kêu nữa, tôi sắp điếc đến nơi rồi. Đội trưởng đại nhân, Quỳnh lại để tôi đem thân làm mồi cho gấu, thiên lý khó dung. Yên tâm đi, Quỳnh không chết được đâu, cùng lắm là trọng thương. Đội trưởng, tha cho tôi đi, không dùng Quỳnh làm mồi thì lấy ai làm đây? Andy Dương thế nào? Andy Dương, tôi nỡ làm vậy sao? Vậy Quỳnh nỡ dùng tôi làm mồi à? Yên tâm đi, tôi không thật sự mang Quỳnh dâng cho gấu đâu. Tôi săn được gấu sẽ mời Quỳnh ăn tay gấu, được chưa? Thật không ngờ, lòng tử tư tôi bụng chứa đầy kinh thư, vậy mà lại chết trong miệng gấu. Đội trưởng, Quỳnh nghe tôi nói. Nói đi. Năm xưa Phật tổ Thích Ca Mâu Ni có phải cũng đem thân cho hổ ăn không? Đúng vậy. Quỳnh nên học theo thánh nhân. Quỳnh đọc sách, đừng có làm mọt sách. Nên học tập những thứ có trong sách, áp dụng vào thực tiễn. Đội trưởng, Quỳnh xem, nhìn khắp bốn phía, cả vùng núi này làm gì có gấu chứ. Quỳnh cứ thế này thì trói tôi chết mất. Quỳnh yên tâm đi, lúc tới đây tôi đã nghe thấy rồi. Hơn nữa, tôi còn lờ mờ nhìn thấy một con gấu rất lớn. Gấu. Quả nhiên không để tôi thất vọng. Tôi quên mất một việc. Gấu chưa chắc sẽ thích Quỳnh. Đúng. Không thích tôi đâu. Quỳnh thả tôi ra thì hơn. Không sao. Làm gì vậy? Dân Nhi, tới giúp một tay. Đừng giúp Quỳnh ấy. Cầm lấy. Đây là cái gì? Mật ong. Như vậy thì gấu sẽ thích Quỳnh rồi. Dương Thu Trì, Quỳnh không phải là người. Tướng công quả thật đã thay đổi rồi muội muội. Muội cũng cảm thấy vậy. Cho nên muội mới. Quỳnh ấy có thể làm những việc này vì muội, chứng tỏ Quỳnh ấy thật lòng đối với muội. Muội tin không? Muội tin. Được. Từ nay về sau, chúng ta phải cùng chung sống thật tốt. Có điều, vẫn cảm thấy nhà họ Dương chúng ta mắc nợ nhà con. Mẹ, hay là như vậy đi. Gần xuất hiện rồi, chú ý. Đừng có kêu. Lòng tử tư, Quỳnh đừng ủ dột như vậy. Hát một bài cho vui đi. Hát hò gì nữa, tôi sắp chết rồi. Quỳnh sẽ không chết đâu. Tôi xin thề, thề trên tình bạn của hai chúng ta, tôi nhất định sẽ bảo vệ Quỳnh an toàn. Một khi công thành dạng xương khô. Lúc trước là Dân Nhi, bây giờ là tôi. Tôi không sợ. Dù sao thì tôi cũng là thân đang mang tội. Sau mùa thu sẽ bị chém đầu. Để gấu cắn chết tôi cũng không phải là không được. Giận thật rồi à? Bây giờ vẫn chưa phải là lúc Quỳnh hy sinh đâu. Yên tâm đi, khi gấu xuất hiện, tôi có đòn tất sát. Đây là cái gì? Đây là súng lục 64. Đây cũng là một loại ám khí à? Cũng có thể hiểu như vậy. Giờ dù chúng ta nguy cơ trùng trùng, tôi cũng chỉ có 6 viên đạn. Có điều, quả thật tôi nợ chỉ nhược quá nhiều. Giờ tôi buộc phải trả ngay lập tức. Vì vậy, tôi buộc phải dùng vật này. Giờ mặc xác bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái. Có nói Quỳnh cũng không hiểu. Yên tâm, 64 đã ra tay. Thành công là chắc chắn. Đội trưởng, quả nhiên Quỳnh giỏi bắn súng.
Bảo vệ tù nhân. Đội trưởng, tha cho thuộc hạ vô tri. Huynh có thể làm mẫu cho tôi xem không? Huynh bắn một phát súng cho tôi xem thế. Dớ dẫn. Mấy chữ này sao có thể nói lung tung, dung tục quá. Vũ khí này chính là đại quang minh, sao lại dung tục chứ? Huynh không biết thì đừng nói linh tinh. Cẩn thận. Gấu. Đáng sợ quá đi. Dân Nhi, cẩn thận. Dân Nhi, cố giữ nha, cho ta 3 phút. Trông giữ tù phạm, giữ vững trận hình. Đội trưởng, mau lên. Chuyện này. Cái đám không đáng tin này vào thời khắc then chốt đều vô dụng. Các vị, con gấu thật sự này đã bị đội trưởng Dương Thu Trì tự tay dùng súng bắn chết rồi. Nói khẽ thôi, đừng khoe khoang. Mẹ ơi, Tiểu Tuyết, lão gia về rồi. Mẹ ơi, hình như không có ai ở nhà. Thôi mặc kệ, đưa da gấu cho tôi. Đi nào. Đại nhân. Giết sạch phản tặc, thành bại chớ lo. Dạ. Đi thôi. Lên đường thôi. Dạ. Đi mau. Mẹ. Tiểu Tuyết. Sau khi mẹ biết được thân thế của chị Nhược, hôm nay đặc biệt tới đây thăm hỏi. Còn đây là... Đây là da gấu con săn được, tặng cho chị Nhược. Không, nói một cách chính xác hơn là tặng cho cha của chúng ta. Tướng công.
Cha, cha nhìn thấy chưa? Đây là tâm ý của Thu Trì. Cha, trước kia con xin lỗi. Từ nay về sau, con sẽ chăm sóc tốt cho chị Nhược. Mau lên, mau lên. Huynh đứng lại cho muội. Đuổi theo ta đi. Long Tử Tư. Long Tử Tư, từ từ thôi. Đứng lại. Chỉ Nhược, ta dẫn nàng tới một nơi. Đuổi theo ta đi. Từ từ thôi. Long Tử Tư, cẩn thận chút. Chỉ Nhược, nàng tha thứ cho ta chưa? Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện, nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già. Hẹn thề khi trước. Đội trưởng, đây là bài hát mà Tử Tư từng cùng hát với bạn bè. Đến nay vật đổi sao dời, mọi việc thôi. Chưa nói lệ tuôn rồi. Nguyệt Thiêm, Nguyệt Thiêm tiểu muội, lão gia, lão gia, Nguyệt Thiêm không được khỏe. Nói thừa, đương nhiên biết ngươi không khỏe. Nếu khỏe thì tìm ngươi làm gì? Buông tay ra. Lão gia, lão gia, người không thể như vậy. Buông tay ra. Lão gia, buông tay ra, nhắm mắt vào. Cha, chùa báo ân còn bao xa nữa? Dân nhi. À không, Andy Dương đã đi mệt lắm rồi. Là thế này Tống cô nương, để bày tỏ lòng thành, chúng ta đành phải xuống kiệu ở chân núi, cố gắng lên. Còn nha đầu này, con vì ham vui mà nhất định đòi theo Bạch tiểu thư đi thắp hương. Biết mệt rồi hả? Còn liên lụy cha phải cho quân lính đi theo bảo vệ con. Còn bảo vệ con nữa. Thế nào, cha? Nếu cha đi mệt rồi, hay là con gái cổng cha nhé? Con bé này nghịch ngợm quá đi mất. Đứng yên. Kẻ tới là ai mà lén la lén lút?
Đi nào, để lại vài người bảo vệ. Đi nào. Vậy là đúng rồi. Lão gia xin tha mạng. Nguyệt Thiềm cô nương, cô đã lập được đại công rồi. Đứng dậy đi. Lão gia, Nguyệt Thiềm không biết, xin lão gia tha mạng. Nguyệt Thiềm, hôm nay lão gia rất nghiêm túc hỏi ngươi một câu. Vết thương trên ngực ngươi. Lão gia, Nguyệt Thiềm không biết. Lão gia, Nguyệt Thiềm không biết. Nguyệt Thiềm không biết đâu, lão gia. Đi mau. Được rồi, đừng khóc nữa. Ngươi còn chưa biết ta muốn hỏi cái gì mà ngươi đã khóc lóc ầm ĩ như vậy. Việc ta muốn hỏi là vết thương trên ngực ngươi còn đau không? Vẫn còn hơi đau. Vậy thì đúng rồi. Vết thương trên ngực ngươi là có từ ân phủ phải không? Lão gia, người tiểu nữ không biết đâu. Nguyệt Thiềm, ngươi coi ta là người chưa từng học hành hay là không hiểu phụ nữ? Ở vị trí nhạy cảm như thế này, tự nhiên lại bị một vết thương, vậy mà ngươi lại không biết à? Lão Nguyệt Thiềm, lão gia nghiêm túc hỏi ngươi lại một lần nữa, vết thương trên ngực ngươi rốt cuộc từ đâu mà có? Lão gia, Nguyệt Thiềm không biết. Nguyệt Thiềm, ta thấy ngươi to gan thật đấy. Lão gia, Nguyệt Thiềm, ngươi cứ luôn mồm gọi ta là lão gia, lão gia. Giờ lão gia hỏi ngươi một câu, ngươi lại không trả lời lão gia. Lão gia không ra quay, ngươi lại tưởng ta là Hello Kitty à? Hỏi thế này đi, ngươi từ ân phủ tới phải không? Từ đâu tới thì quay về đó. Lão gia, xin ngài mở lòng từ bi đừng đuổi tôi đi. Tôi không thể quay về địa ngục đó được. Địa ngục ư? Lão gia, Nguyệt Thiềm không dám nói. Nguyệt Thiềm, lão gia nhà ngươi tốt xấu gì cũng là một nhân viên không chính thức của cơ quan nhà nước, cháu họ ngoại xa của Tống Thúc Thúc, bạn bè thân thiết của Mã ca ca Cẩm Y Vệ. Có chuyện gì ta gánh vác thay ngươi, nói đi. Dạ. Dạ. Tống đại nhân, đây tuyệt đối không phải đám giặc cỏ bình thường, cho nên chúng ta phải trốn đi. Có chỗ nào phù hợp không? Giữa núi Dân Nhai có một hang động cách đây không xa. Hình như là có. Mau dẫn đường đi. Đi mau. Đi nào. Không vội, cứ chơi đùa với Bạch đại nhân từ từ. Bám theo. Dạ. Không chạy nổi nữa rồi. Không chạy nổi nữa rồi. Quả thật là tôi không chạy nổi nữa. Ân Đức, nhạc phụ đại nhân, nơi này có an toàn không? An toàn. Được rồi, đừng khóc nữa. Con gái. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Chỗ nào không ổn? Cái gì? Cái gì? Tiểu muội Bạch gia chính là bị tên lão gia biến thái đó cắn bị thương. Hai hôm trước, lão gia gọi tôi vào phòng. Tôi tưởng là lão gia muốn uống trà, nhưng lão gia lại cởi quần áo của tôi, sau đó trói tay tôi lại, còn cắn tôi. Ông ta còn muốn cưỡng bức tôi.
trói tay ngươi lại, dùng áo lót của ngươi, à không, tiết y của ngươi, trói chéo hai cánh tay của ngươi trên đỉnh đầu. Đúng vậy. Không bằng súc sinh, hắn ta đúng là một tên biến thái. Huynh mau đến nhà môn báo cáo cho Tống tri huyện, bảo họ triệu tập bổ khoái. Giờ chúng ta sẽ đi bắt người. Được, tôi sẽ đi ngay. Bạch đại nhân, chống đỡ làm gì? Dựa vào ông và nha đầu kia, làm bị thương hai huynh đệ của tôi đã là rất khá rồi. Có điều hôm nay ông khó lòng có thể thoát nổi. Nếu ông mau chóng đầu hàng, chúng tôi sẽ không làm khó ông đâu. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn hại lão phu? Ông đoán xem. Tướng công, không phải hôm nay chàng được nghỉ sao? Làm thêm. Ngươi nghe rõ đây, cho dù ngươi là ai, nếu như muốn trả thù, tìm một mình lão phu được rồi. Bên ngoài là dư đảng kiến gian. Tống đại nhân, ông thông minh lên rồi đấy. Nếu đã như vậy, mau chóng khuyên Bạch đại nhân ra đầu hàng. Nhạc phụ, chúng ta không thể tử thủ ở đây. Cha và tiểu thư Dân Nhi đều bị thương rồi, cứ tiếp tục kéo dài sẽ phiền phức đó. Để con ra đánh trận đầu. Không được, tuyệt đối không được. Đám giặc này vô cùng lợi hại, một người bằng 10 người. Giờ chúng ta chỉ có thể ở trong hang núi chống đỡ, tuyệt đối không thể manh động, không thể hành động. Cháu ta phát hiện chúng ta không quay về, nhất định sẽ cho người đi tìm chúng ta. Đức Nhi, Đức Nhi, Đức Nhi. Gần đây con rất kỳ lạ, có phải chỗ nào không khỏe ư? Đức Nhi, con làm sao thế Đức Nhi? Ông thông gia chớ sốt ruột, có lẽ là mệt quá thôi. Nhưng lão gia không có nhà. Tri huyện lão gia đi đâu rồi? Lão gia, tiểu thư và cả Bạch lão gia sáng ra nhận lời mời của Ân Đức thiếu gia, cùng cả nhà Ân lão gia lên chùa đại báo ân, thắp hương cho tiểu thư Bạch gia rồi. Không ổn rồi. Quả thật không ổn, không ổn. Chỗ nào không ổn thì nói ra. Thắp hương thì sao? Tiểu muội Bạch gia qua đời chưa bao lâu, hôm nay thắp hương quả thật không hợp với lễ pháp. Tôi dựa vào thời gian tính toán lộ trình, giờ này đáng lẽ ra phải về đến phủ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy một người nào. Tất xảy ra chuyện rồi. Răng to, triệu tập tất cả các nha dịch bổ khoái còn lại đến tập hợp ở đây. Tôi đâu thể điều động họ chứ, còn không có mệnh lệnh của tri huyện lão gia. Còn cần mệnh lệnh à? Tri huyện lão gia nhà ngươi sắp mất mạng rồi, mau đi triệu tập người đi. Dạ dạ. Bạch đại nhân, Bạch thiên tổng, còn không đầu hàng à? Ông xuất thân từ quân ngũ, nếu có diện binh thì sớm đã đến rồi. Chỗ này xa xôi như vậy, đến ma cũng chẳng có con nào. Chớ có để đêm dài lắm mộng, các ngươi sẽ trở thành cô hồn giả quỷ ở đây. Bạch đại nhân, lão phu trước giờ vốn khoan dung, sẽ cho ông thêm một canh giờ nữa. Răng to, chỉ còn mấy người này thôi à? Đúng vậy, phần lớn mọi người đều theo lão gia đi thắp hương rồi. Được rồi, đi thôi, tất cả đi theo ta. Chuyện này sao còn chưa đi vậy? Lão gia nhà các ngươi sắp mất mạng rồi. Bảo vệ lão gia có công, quay về đều sẽ được trọng thưởng. Mau đi theo Dương đại nhân đi. Đi thôi, còn đứng đó làm gì? Đi thôi. Nhạc phụ đại nhân, lũ giặc đó tuy đáng hận, nhưng chúng nói có lý. Nhạc phụ đại nhân, Hay là chúng ta đầu hàng đi. Tính mạng của nhiều người thế này. Dương ca ca, Dương đội trưởng của muội tư chất thông minh, huynh ấy nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Ngươi đi mau. Dạ. Mấy người các ngươi nhanh nhẹn mau đi vào đường. Dạ. Mấy người còn lại đi theo ta. Dạ. Long tử tư có chùa báo ân ở đâu? Bên đó. Được, đi thôi. Dương đại nhân, quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Dương đại ca,
Trương đại ca đều chết rồi. Dân Nhi, Dân Nhi, Dân Nhi thì sao? Dân Nhi à, Dân Nhi à. Huynh gào khóc cái gì? Đội trưởng, bình tĩnh chút đi. Đúng đúng, phải bình tĩnh. Long Tử Tư, huynh dám động chân động tay với tôi à? Đi nào. Quay lại đây, ta liều mạng với các ngươi. Không hoảng loạn. Bạch Bá Bá, ta liều mạng với các ngươi. Tất cả dừng tay, bỏ hết vũ khí xuống, bỏ hết xuống. Bè lũ yêu nghiệt, Bạch đại nhân quá khen rồi. Ông có biết chúng tôi khổ sở tìm Bạch đại nhân là vì việc gì không? Không liên quan đến ta. Được, vậy lão phu sẽ nói thẳng. Thiên tổng đại nhân, ngài là thiên tổng doanh trại phủ Ứng Thiên. Tôi muốn mời thiên tổng đại nhân dẫn theo quan binh trong doanh trại giúp chúng tôi khởi sự ở phủ Ứng Thiên, thảo phạt Chu Lệ. To gan, to gan, ngươi lại dám gọi thẳng tên quý của thánh thượng. Ngươi nghịch tặc Chu Lệ, đoạt giang sơn chính thống của Đại Minh ta. Bạch thiên tổng, xin hãy biết thời cuộc. Phải làm sao đây? Nghĩ xem nào. Đợi kiến văn đế từ phương Nam về triều, lúc đó không thiếu phần của ngài. Rõ ràng ngươi biết ta thân là thiên tổng. Ta sống là người của Thái Tông, chết là ma của Thái Tông. Cây đầu trên cổ của lão phu thưởng cho ngươi đó. Ta sớm đã đoán được Bạch thiên tổng là một nam tử hán. Ông chết thì cũng thôi đi, nhưng còn phu nhân của ông, Quý Thiên Kim nữa. Hơn nữa trước khi họ chết còn phải... Các ngươi dám? Tiểu muội muội, đừng sốt ruột. Có phần của ngươi. Mấy huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa được nếm đồ tươi. Bạch đại nhân, lão phu là một người biết điều, nhưng những huynh đệ này của ta, lỡ như họ muốn đem các nữ quyền ở đây ra giải sầu thì lão phu cũng không ngăn được. Dừng tay. Hồng Ưng, ông, sao ông lại như vậy? Hồng Ưng, Đức Nhi, con. Hồng Ưng, thực sự là ngươi? Chính là Hồng Mổ. Ân lão gia tử, ngài vẫn khỏe chứ? Ân lão gia tử, Ân công tử, các người quen nhau sao? Họ là hộ vệ của Hạ lão gia tử ở Hạ gia thôn. Đức Nhi à, đội trưởng, phải làm sao đây? Cha, mẹ, Tống bá bá, nhạc phụ đại nhân, hài nhi bất hiếu. Ân thiếu gia, cậu là đại công thần giúp hoàng thượng về triều mà, hà tất phải như vậy? Hồng Ưng, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Ông không được làm liên lụy tới người nhà của tôi. Chỉ giết phu nhân của ngươi. Đức Nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Là chuyện gì à? Tạm thời chưa bàn đến việc đối phó với Chu Lệ. Con rể tốt của ông bỏ tiền ra thuê chúng tôi giả làm kẻ trộm, giết chết con gái quý giá của ông. Hồng Ưng, ta sớm đã biết ngươi không phải thứ tốt đẹp gì. Đợi Dương ca ca của ta tới, sẽ băm dập ngươi thành trăm mảnh. Dương ca ca của ta sớm đã nói rồi, ngươi chính là kẻ xấu, giết hại Bạch gia tỷ tỷ. Hồng Ưng, ông không giữ chữ tín. Ngươi còn giữ chữ tín à? Ân thiếu gia, ta đây cũng là muốn tốt cho cậu. Chỉ giết phu nhân của cậu thì có tác dụng gì? Muốn giết thì giết hết tất cả đi. Mấy kẻ lắm mồm kia thì giết trước đi. Ra tay, ai dám? Dừng tay. Bản quan thân là mệnh quan triều đình, quyền quản đức. Câm miệng. Cha, đại nhân. Cha, bản cô nương liều mạng với các ngươi. Dân Nhi, đừng kích động, đừng kích động.
Không sao đâu, không sao đâu. Bản quan thân là mệnh quan triều đình, hôm nay rơi vào tay lũ giặc các ngươi, chết cũng phải chết cho rõ ràng. Họ Hồng kia, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ân Đức, có phải hai ngươi đã thông đồng với nhau không? Việc hôm nay có phải là cái bẫy do các ngươi cùng bày ra không? Một tên quan nhãi nhép mà cũng xứng biết thân phận của lão phu à? Nhưng nói ra cũng không sao, để ngươi chết cho rõ ràng. Không sai, ta và Ân thiếu gia sớm đã hẹn với nhau, vốn định bắt cóc hai vị thiên kim của Bạch Thiên Tổng để Bạch đại nhân ra tay giúp chúng ta. Nhưng đáng tiếc trước khi hành sự đã xảy ra sai sót. Cụ thể chuyện gì thì chư vị đều rõ. Hơn nữa lại bị mất một bức mật thư gửi cho Ân Đức công tử. Cái gì? Sau đó tính toán ngày tháng, Bạch đại nhân sắp sửa rời khỏi huyện rồi. May mà vẫn còn cơ hội ngày hôm nay. Không sai, hôm nay chính là mai phục do ta và Ân công tử hợp mưu bày ra. Chỗ này cũng là Ân công tử dẫn các ngươi đến phải không? Công tử dụ các ngươi tới đây giết vợ mình diệt khẩu, ép cha vợ mình tạo phản. Sau khi việc thành công sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, ai nấy đều hài lòng. Ngươi là đồ nghiệt chướng. Cha, hài nhi bất hiếu, hài nhi không thể thi được công danh nên mới ra hạ sách này. Hài nhi bất hiếu. Hồng lão đại, Hồng lão đại, Hồng lão đại, không phải ông hứa với tôi là chỉ giết? Ông hứa với tôi rồi mà. Hồng lão đại, con trai Đức Nhi, con trai Đức Nhi, nếu ta không hứa với ngươi, liệu ngươi có dẫn họ đến đây không? Quả nhiên như vậy. Lúc nãy ngươi xông ra khỏi hang núi, ta còn tưởng ngươi muốn liều mạng. Xem ra là ngươi cố tình làm rối loạn trận thế. Hơn nữa, ngươi tình nguyện làm con tin là để chúng lợi dụng sơ hở xông vào. Bạch đại nhân, con rể ông rất nghe lời, ta đập dở chén làm tín hiệu, hắn liền ngoan ngoãn ra ngoài. Đúng là con rể tốt. Ân Đức, ta hỏi ngươi, Bạch tiểu muội con gái ta có phải do ngươi giết không? Con sao vậy Đức Nhi? Con phải cố gắng lên con trai. Lão phu mới đá nhẹ thôi. Đức Nhi, Đức Nhi, nói mau, tiểu muội có phải do ngươi giết không? Nói đi. Bạch đại nhân, Bạch đại nhân, Đức Nhi chắc chắn là không được khỏe. Ông đừng sốt ruột, đừng giả vờ đáng thương với ta. Nhạc phụ đại nhân, tiểu muội và nương tử của con, Thật ra đều là do con giết. Tại sao ngươi lại giết hại con gái ta? Mau nói đi. Con trai, Đức Nhi, Đức Nhi. Thì ra là như vậy. Báo ứng, đều là báo ứng. Báo ứng ư? Đã sắp chết rồi, đều là báo ứng. Đức Nhi à, Đức Nhi à. Con trai, con trai, con sao vậy? Tên tiểu tử này coi như không có phúc. Bạch đại nhân, ta vạch trần hung thủ giết hại con gái ông, cũng coi như có ơn với ông rồi. Có phải ông nên báo đáp ta không? Thế nào? Đề nghị vừa rồi của ta, ông suy nghĩ thế nào? Đa tạ. Chỉ là ta không rõ vì sao Ân Đức phải lấy tính mạng của con gái ta. Ân lão gia, ông có biết không? Tôi đâu có biết vì sao Ân Đức lại làm như vậy chứ. Họ Hồng kia, ông biết. Lão phu càng không rõ, chỉ biết hôm đó phủ họ xảy ra chuyện, hắn liền mượn tay ta giết phu nhân của hắn. Ta không quan tâm tới nguyên nhân. Bạch Thiên Tổng, việc của ông ta đã giúp hoàn thành rồi. Hạ lão gia từng dặn dò, nếu ông không nghe theo, hôm nay các người đừng ai hòng ra khỏi ngọn núi này. Ngươi không sợ ta chỉ giả vờ nghe theo, đợi ta tự do rồi sẽ tố cáo ngươi à? Bạch Thiên Tổng, ông là người thế nào, bọn ta hiểu rất rõ. Lão phu kết giao với Ân thiếu gia cũng chính là nhắm vào ông. Ông có biết để quen biết ông, bọn ta đã phải khổ sở thế nào không? Chuyện của Tạ quả phụ, ông cũng biết. Phái cô ta mê hoặc quản gia Hồ Tam của Ân lão gia tử, chính là để có thêm một tai mắt. Kết quả Hồ Tam đó suýt nữa lại làm hỏng chuyện. Lão phu chẳng hề dễ dàng gì. Nói như vậy, trận quả quạng đó là do các người đốt, bắt trói ta cũng là do các người làm. Cụ thể thì ta cũng chẳng hơi đâu mà nói nhiều với các ngươi. Chúng ta bớt nói chuyện phiếm lại. Bạch đại nhân, chuyện chính này rốt cuộc là có làm hay không? Bạch đại nhân, tuyệt đối không thể. Họ Hồng kia, có thể bảo bọn họ hạ đao xuống không?
Tống đại nhân. Phu nhân, các vị huynh đệ, chuyện hôm nay đều là do Bạch Mỗ mà ra, khiến mọi người bị liên lụy rồi. Làm quan không khác được, đành phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Tống đại nhân, hôm nay tôi và ngài đành phải chết vì quốc gia thôi. Bạch đại nhân nặng lời rồi. Thiên tổng đại nhân ngài là người vô tội. Hôm nay bản quyền nguyện cùng ngài hy sinh vì quốc nạn. Cha, mấy người các ngươi, bản cô nương dù là ma cũng sẽ không tha cho các ngươi. Con gái ngoan, con đúng là hiểu rõ đại nghĩa, giỏi lắm. Họ Hồng kia, tới đi, không biết tốt xấu, không giữ lại kẻ nào.